một trời hồng ân. Các đoàn Cecilia mừng một mạng 33 năm, năm 2019. Lời đầu tiên thay mặt các đoàn Cecilia, chúng con xin kính gửi lời chào thân ái trong tình yêu Chúa Kitô đến quý cha, quý thầy, quý ông bà, quý chị em và quý toàn thể trong cộng đoàn Mân Côi Giáo xứ Thánh Henry. Thật là một niềm vui, niềm vinh dự và hạnh phúc hôm nay ca đoàn hân hoan mừng lễ bổn mạng ngày truyền thống lần thứ 33. 33 năm qua đi là chuỗi ngày tháng năm tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua sự quan phòng cách đặc biệt. Chính vì thế ca đoàn vẫn có sự hiện diện cùng đồng hành với cộng đoàn trong các thánh lễ ngày Chúa Nhật hàng tuần, bước vào cung điện nhà Chúa với tiếng đàn, tiếng trống, những khúc nhạc, lời ca, thánh bình để cùng mọi người cùng hòa chung câu hát ngợi khen Thiên Chúa, cùng tán tụng danh Ngài, trân lên lời cảm tạ tri ân tình yêu Chúa đến với con người, cho con người sống trong tình yêu của Ngài, tìm được nguồn chân thiện mỹ. Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa mừng ngày lễ bổn mạng, nguyện xin Thánh Nữ Cecilia cầu bầu cho các đoàn luôn sống theo gương Thánh Nữ, sống đức tin, chọn niềm phó thác vào Thiên Chúa, sống tinh thần hy sinh, hoạt đạt và phục vụ. Hơn bao giờ hết, xin cùng đoàn thêm lời cầu nguyện cho các đoàn làm tròn trách nhiệm với lãnh bạc Chúa đã trao, với tâm trạng người ca công của Chúa, với tinh thần nhiệt thành, lòng hăng say, dấn thân làm sáng danh Chúa và phục vụ. Sau hết, các đoàn sẽ chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý cha, quý ông bà, quý chị em và quý toàn thể đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện chung vui và chúc mừng các đoàn. Nguyện xin Chúa Kitô là vua, vua của tình yêu, vua của an bình, xin đong đầy những tình yêu đến từng gia đình quý vị. Và các đoàn xin kính chúc quý vị được nhiều niềm an vui, hạnh phúc, ấm áp, yêu thương trong mùa lễ tạ ơn. Tình yêu đáp đền tình yêu. 33 năm các đoàn cùng cất tiếng hoan ca cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn